Hello tất cả các anh chị nha. Xin chào đón tất cả các anh chị tới kênh YouTube của Vườn Lan Berry chúng em các anh chị nhé. Ngày hôm nay thì bên em cũng rất là vinh dự được chào đón tất cả các anh chị tới cái video clip này. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị và giới thiệu đến sản phẩm của bên Vườn Lan Berry chúng em. Đây là những giò vũ nữ hoàng hậu xanh các anh chị nhé. Đó, về được một ít nha các anh chị này. Cái dòng lan này rất là nổi bật các anh chị ạ. Đây là em thấy là ở trên Việt Nam của nhà mẹ của đất nước mình ấy, chưa có nhiều nhà vườn có đâu. Và em thấy là các anh chị sưu tầm cũng chưa anh chị nào có nhiều mấy. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video clip này để hướng dẫn mình về cái đặc tính này, cái cây vũ nữ hoàng hậu xanh này và cách trồng và cách chăm sóc cho anh chị nhé. Thì đây là một cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh. Em này được mệnh danh là bà hoàng trong tất cả các dòng vũ nữ. Bởi vì thường thường thì các anh chị thấy là những cái dòng vũ nữ này thì sẽ có những cái mặt bông, ví dụ như là vũ nữ vàng này đúng không ạ? Vũ nữ mật ngọt này, hay là vũ nữ sô-cô-la. Thường thường thì những cái dòng vũ nữ sẽ quanh quẩn là mặt hoa màu vàng, hoặc là cho chúng ta mặt hoa hơi màu vàng, gọi là lưỡi lại hồng hồng hay là nâu nâu một chút đúng không ạ? Nhưng riêng dòng này thì lại cho chúng ta một cái mặt hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ bắt mắt luôn. Đây, thân xanh, lá xanh và hoa cũng xanh luôn các anh chị nhá. Hoa cũng xanh luôn. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh này. Dòng này thì các anh chị thấy này, có những cái giả hành rất là mập đúng không ạ? Những cái giả hành rất là mập luôn. Đẻ nhánh con này. Thấy không bạn? Có đẻ nhánh nha. Rễ này. Đó. Cái bộ rễ này cũng rất là nhiều. Anh chị nhìn này, rất là nhiều luôn. Đó là vũ nữ hoàng hậu xanh. Những cái giò vũ nữ hoàng hậu xanh này của bên nhà vườn em thì rất là khỏe các anh chị nhé. Những dòng vũ nữ này thì các anh chị nên trồng cho em giá thể là mình sẽ sử dụng cho em là vỏ quả dừa này, hoặc là mình có thể sử dụng là than củi, hoặc là bằng vỏ thông đều được các anh chị nhé. Đó, đều được luôn. Những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này thì cho chúng ta 1 năm 2 mùa hoa, là các anh chị có thể chơi vào tháng 3 hoặc tháng 11 âm chị nhé. Đấy, có nghĩa là cứ 1 năm là giai đoạn của tình 2 mùa hoa như thế. Ở cái giả hành này. Ui, mập dã man luôn các anh chị ạ, rễ này rất nhiều luôn đúng không? Đó, cái này thì chúng ta nên để em ấy ở chỗ bóng râm mát nhá, chỗ nào có nhiều ánh sáng một chút xíu ạ. Bởi vì cái cây này của chúng ta không thể chịu được ánh nắng trực tiếp của mặt trời, và cũng không chịu được dưới trời mưa nhá. Nên là mình sẽ tưới nước ở gốc và không tưới nước lên lá nhiều. Đó là mình sẽ làm sao để cây của chúng ta không bị dính nước nhiều lên lá nhá. Đây, những giò vũ nữ hoàng hậu xanh này, cái dạ hành này các anh chị này, rất là mập luôn đúng không? Cây mầm mới đang lên này. Đấy, mầm mới đang lên nhá. Những cái dòng này gọi là siêu đẻ nhánh các anh chị ạ. Đẻ nhánh rất nhiều và cây rất là khỏe luôn nhá. Khi mà cây của chúng ta hấp thụ đủ ánh sáng, quang hợp đủ, thì cái bản lá của cây này nó sẽ chuyển sang cái màu hơi vàng vàng, gọi là màu xanh vàng một chút xíu ạ. Khi mà chúng ta mua hai cây vũ nữ thì các anh chị có thể trồng thí nghiệm cho em một cây các anh chị để ở trong bóng râm và một cây để ở chỗ nhiều ánh sáng một chút xíu nhá. Thì cây ở chỗ nhiều ánh sáng thì nó sẽ có những cái bản lá là hơi đốm một chút xíu, đây như cái lá này này. Hơi đốm đốm một chút, nhưng cây của chúng ta rất khỏe. Còn nếu như mà cây của chúng ta để bóng râm ấy thì cái bản lá nó sẽ rất là xanh. Được chưa? Rất là xanh. Nó sẽ cây sẽ yếu hơn và khó cho hoa hơn nhá. Đó là những cái dòng vũ nữ này. Nên là khi mà mình chăm những cái dòng vũ nữ này thì mình sẽ luôn luôn là để ý hộ em là những cái đặc tính của cây, những cái ưu điểm và cái nhược điểm của cây thì mình chăm cây rất là dễ và sẽ dễ trồng và hay cho hoa các chị nhá. Những cái dòng vũ nữ này nếu như mà một cái giả hành này đấy ạ, thì nó có thể cho chúng ta là một ngồng hoặc là hai ngồng hoa. Được chưa? Có là một cái giả hành của cây đấy. Những cây nào các anh chị chăm sóc tốt thì có thể cho hai ngồng. Còn nếu như mà cứ một cái giả hành này, đó, nó sẽ cho chúng ta là một ngồng hoa. Được chưa? Và một cây này của mình khoảng tầm 3 đến 4 cái giả hành mập như vậy, cái giả hành trưởng thành đấy ạ. Sẽ gọi là cái giả hành trưởng thành như này nhá. Thì có phải là một cái chậu hoa của mình sẽ rất là sai hoa phải không ạ? Sẽ rất là sai hoa luôn. Đấy, rễ đây. Những cái dòng này kể cả là các anh chị hay hỏi em là cái rễ nó ra ngoài như thế này thì cây của chúng ta có phát triển được hay không? Thì những cái dòng vũ nữ này, riêng cái đặc tính riêng của vũ nữ là cái bản là cái rễ này nó luôn luôn là nó thích khám phá ra bên ngoài. Đấy là nó thích để cái rễ này này nó sẽ thích là lan ra ngoài nhiều hơn các anh chị nhá, lan ra ngoài nhiều hơn. Đó là những chậu vũ nữ hoàng hậu xanh. Mặt hoa của em này đây, em cho anh chị xem một cái mặt bông của cái dòng lan vũ nữ này nha. Đẹp cực kỳ luôn các anh chị ạ. Đây là mặt bông này. Mặt bông của em này là mặt bông màu xanh cốm các anh chị ạ, hay còn có tên gọi khác là xanh bích ngọc cũng được.
nha, hay tên gọi khác là xanh bích ngọc cũng được. Thì cái ngồng hoa của em này nếu như mà các anh chị chăm sóc tốt thì cái ngồng hoa có thể dài khoảng tầm 80 cm, thậm chí là cả mét luôn. Và trên cái ngồng hoa dài đó có cả tầm mấy chục, cả trăm bông hoa luôn các anh chị nhá. Đấy, đua nhau khoe sắc, đua nhau nở luôn này. Hoa của dòng này có một cái mùi hương thơm rất ngọt ngào, rất quyến rũ các anh chị ạ. Đấy, thế là em mới được mệnh danh là vũ nữ hoàng hậu xanh, và là mệnh danh là bà hoàng trong tất cả các dòng vũ nữ. Thực ra mà nói chuẩn thì cái dòng vũ nữ này vừa rất là dễ trồng nhá, bởi vì là em mới không cần tốn quá nhiều công chăm sóc, không cần tưới nhiều, bởi vì dòng này không cần tưới nhiều nước. Các anh chị luôn luôn là để cái giá thể của em là hơi ẩm một chút xíu nhá, hơi ẩm một chút thôi. Nếu như ẩm quá thì dẫn đến tình trạng là bị thối, đúng ạ, bị thối nhá. Đấy là dòng vũ nữ này, mình chăm đơn giản thôi. Cái dòng vũ nữ này thì bình thường là bán cho anh chị về giá là 160.000, thậm chí có những nhà vườn bán cho anh chị về giá là 280.000 đồng nha. Nhưng ngày hôm nay thì bên em sẽ làm một cái video clip này sẽ chỉ lên cho anh chị giá là 90.000 đồng một chậu thôi ạ. 90.000 đồng một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh. Cái dòng lan này đi nha, thì anh chị sẽ để cho em ở chỗ gọi là mình làm chậu thì mình không cần treo, mình làm chậu mình để ở bên dưới thôi nhá, để bên dưới thôi. Ví dụ nhà anh chị nào có nhà thì mình để ở hai sảnh hai bên nhà cũng được, hoặc là để ở dưới ban công cũng được các anh chị ạ, mình để ở đâu cũng được nha. Nói chung là mình cứ để ở gần dưới đất cũng được, không cần treo đâu. Cái dòng này không không cần thiết là cứ phải treo các anh chị nhá. Đây, rễ này. Thực sự anh chị là chậu nào nó cũng nhiều rễ luôn. Cái dòng này rễ nó khỏe lắm. Đây, giả hành này rất là mập luôn. Đây, chậu này mấy cái giả hành mập luôn này. Thấy không ạ? Đó. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Dòng này mình trồng đơn giản mà rất là dễ trồng luôn. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh này. Cái này thì khi mà mình cây của chúng ta có hoa đấy, chuẩn bị đến vào mùa hoa thì các anh chị bắt đầu kích hoa được rồi này. Những cái giả hành là mình kích hoa được rồi này. Đấy. Những cái giả hành là mình kích hoa được rồi, nó mẩy rồi mà, nó to rồi là mình có thể kích hoa được rồi. Cái này đang lên những cái mầm mới đây, những cái thân này là mầm mới này. Thân này là mầm mới này. Đó. Đấy nha. Chậu này thân này là mầm mới này. Đây. Những cái giả hành này rất là mập luôn đúng không? Thường thường thì nó sẽ cho chúng ta hoa ở những cái nách lá này. Các anh chị nhá, ở những cái nách lá dưới gốc này. Phần gốc nó sẽ đâm chồi ra. Đó là những chậu vũ nữ hoàng hậu xanh. Một năm cái dòng này mình có thể kích hoa được 2 lần mà. Bởi vì là đây này nó lên đẻ nhánh nhiều này anh chị này. Đẻ nhánh rất là nhiều thì cứ thân nọ để nối tiếp thân kia thôi. Cho hoa quanh năm luôn nhá. Dễ trồng, giá thành thì rẻ đúng không ạ? Một cái chậu này các anh chị trồng một cái chậu to của em nhá. Lưu ý là trồng luôn vào chậu to nhá, chứ mình trồng một cái chậu bé to chậu này một chút xíu là no. Sau này tầm tháng 2 tháng nữa lại phải thay chậu. Tháng 2 tháng nữa lại phải thay chậu thôi. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh này. Dòng này rất là phù hợp với anh chị nào mới chơi lan và đang tập tành chơi lan, bởi vì giá thành rẻ, dễ trồng và dễ chăm, hoa lại sai hoa nữa nhá. Nên là mình cứ được ngắm hoa liên tục luôn các anh chị ạ. Được ngắm hoa liên tục luôn nên là mình rất là thích luôn. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh này. Các anh chị nhìn đây tưởng hoa giả đúng không? Không, hoa thật đấy ạ. Hoa thật đấy các anh chị ơi. Năm ngoái bên em toàn bán cho cái chậu này là 160.000 đồng này. Đấy, năm nay mới về được cái lô này là có 90.000 đồng thôi. Thế cho nên là anh chị nào mà chưa có thì mình nhanh tay dinh về nhá. Nhanh tay dinh về này các anh chị này. Đó, 90.000 đồng một bụi này. Vũ nữ hoàng hậu xanh. Siêu đẻ nhánh luôn. Đúng không ạ? Dòng này rất đẹp luôn nha. Thân xanh, lá xanh và hoa cũng xanh. Đây, ví dụ nha, các anh chị có thể trồng được một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh như thế này. Mình mua cho em một cái chậu to hơn nhá. Được chưa? Cái này thì em lại không có kìm mà nên em không bóc tách được. Thì các anh chị sẽ mới tách cho em cái chậu nhựa này ra này. Đấy, mình chèn thêm giá thể xung quanh thôi là được nhá. Chèn thêm giá thể xung quanh nữa là được này. Sau này đẻ nhánh ra nhiều mà. Cái này thì ở nhà vườn em không có than củi và không có sơ dừa thì em trồng bằng vỏ thông. Thì những cái vỏ thông này nếu như mà trồng thì anh chị sẽ ngâm qua nước hộ em nhá, và mình qua xử lý đi hộ em cái. Được chưa? Ngâm qua nước và mình qua xử lý cho nó nở hết cái khút no nước đi rồi mình chăm nhá. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh này, 90.000 đồng một bụi ạ. Anh chị nào ok vũ nữ hoàng hậu xanh thì inbox lại cho nhà vườn chúng em, hoặc là không mình có thể vào trang Facebook là hoặc trang Facebook nhá, là vườn lan Berry hoặc là trang cây và giống Berry để được tư vấn nhiều hơn các anh chị nhá. Đấy là vũ nữ hoàng hậu xanh này. Đấy, và rất là nhiều anh chị hỏi em là sao mình trồng vũ nữ hoàng hậu xanh mà nó hay bị thối lá. Thì thường thường như anh chị thấy là những cái dòng này đấy, để ví dụ như cái bản lá này. Được chưa? Đúng không ạ? Cái này các anh chị dùng dao lam nhá, các anh chị cắt bỏ cho em cái phần lá này đi và không tưới nước lên lá nữa. Bởi vì là những cái dòng này khi mà thay đổi thời tiết ấy, hoặc là chúng ta chẳng may lỡ tưới nước lên lá thì nó sẽ hay bị như vậy. Đây, mình cắt bỏ đi nhá, không vấn đề gì cả. Cây vẫn khỏe các anh chị ạ. Cái dòng này nếu như mà cái thân mẹ của nó có vấn đề gì thì nó vẫn đẻ nhánh được. Nó cứ không chết là được nhá. Có là cái lá nó không ảnh hưởng gì, còn nếu cái thân mẹ của nó này, cái củ cái giả hành này. Đấy. Nó vẫn còn, nó vẫn sống bình thường nhá, nó vẫn xanh ấy thì nó vẫn đẻ cho chúng ta nhánh bình thường luôn. Thế là mình chơi lan rất là thích, mình không hay bị thiệt thòi mấy đâu. Chẳng qua là mình chỉ mất cái thời gian chăm sóc lâu một chút thôi các anh chị nhá. Đấy, đây là những dòng vũ nữ này.
Các anh chị cứ nghe theo lời em là các anh chị không để dưới nắng trực tiếp của mặt trời này, không để cây dưới trời mưa này, tưới nước ở gốc cho em, để giá thể khô, với là để hơi ẩm một tí thôi. Các anh chị nhá, để hơi ẩm một tí thôi ạ. Đó, trồng giá thể thoáng thoáng ra một chút nha. Cái miếng giá thể to to ra một tí, đừng để giá miếng giá thể bé quá. Là cây của chúng ta rất là nhanh phát triển, rất là tốt luôn. Và cái dòng này thì các anh chị sẽ sử dụng cho em phân, thì mình có thể lấy phân dê, phân trồn hay là phân đầu trâu cũng được nhá. Và các anh chị kích hoa thì khi mà cái giả hành của chúng ta mập mình có thể kích hoa được rồi, đúng không ạ? Đó, vườn lan em là vườn lan Berry nhá. Có địa chỉ là ở xóm 11, thôn Minh Hồng, xã Liên Giang, huyện Đô Bưng, tỉnh Thái Bình. Đó, hôm nay sẽ là một cái video clip này là Vũ Nữ Hoàng Hậu Xanh. Anh chị nào mà chưa có thì mình nhanh tay vào bên vườn em để đặt hàng các anh chị nhá. Đấy, dòng lan này thì rất là đẹp rồi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm các anh chị thất vọng. Chắc chắn sẽ không bao giờ làm các anh chị thất vọng, bởi vì là cái màu sắc của nó rất đẹp. Kể cả là mình trồng một cây bình thường thôi này, đấy đúng không ạ? Nhìn như một cây xanh luôn, nhìn rất là lên, nhìn lên thân lên mầm này rất là mướt nhá. Đó, có 90.000 đồng một bụi thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ thì cho em xin phép dừng cái video clip của mình ở đây các anh chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video clip tiếp theo. Xin kính chúc tất cả các anh chị yêu lan trên toàn quốc có thật nhiều sức khỏe này, nhiều niềm vui và thực sự là hạnh phúc các anh chị nhá. Tạm biệt tất cả các anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo ạ.